Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Giống Cây Trồng Vốn Nông. Hôm nay thì em về có việc ở quê, chiều nay có việc quê, sáng nay tranh thủ về trước để cắt tỉa một số cái cây trong vườn nhà. Thì quay cho các bác một cái video về hướng dẫn cắt tỉa cây cối. Cái video này thì mang cái tính chất tham khảo thôi và nó chia sẻ một vài cái kinh nghiệm trồng cây đối với tất cả các giống cây trồng, cũng như là cụ thể là trong vườn này sẽ có là cây một là cây dâu đài loan này, hai cây khế ngọt này, ba là cây táo. Đấy. Thì trong hình các bác đang xem là một cây dâu đài loan. Cây này thì em đã quay cho các bác nhiều lần đấy. Cây này là mới trồng được 1 năm rưỡi. Bây giờ cái gốc của nó ấy, nó phải bằng cái cổ chân của em rồi. Hồi mới trồng thì cái gốc cây nó bé hơn đây, bé hơn cành này. Đây, gốc cây nó bé hơn cái ngón tay trỏ của em này. Nhưng mà sau khi trồng 1 năm rưỡi thì nó gốc nó bằng gốc chân nhỉ, à bằng cổ chân nhỉ. Đấy, rất là to luôn. Đấy thì cây này thì nếu năm ngoái mà em không có thời gian ở nhà nhưng mà cũng ăn được 4 năm vụ quả. 4 năm vụ quả cây dâu đài loan này. Quả nó ra từng đợt thì nó khoảng chưa đến 2 tháng là nó chín rồi. Nó ra rất là nhanh, rất dễ. Loại giờ này thì giống nó rất là dễ chăm sóc thôi, các bác thấy này. Đây em chưa cắt tỉa gì nhá. Nó tự bật mầm nó ra này. Đấy, tự ra hết. Và ở những cái đầu cành rất nhỏ này. Cành này là gọi là cành này là mới gọi là cái cành có nấy nét quá nhỉ. Đây, chờ em chút. Đây, nấy nét cành này đi. Đây, cành này là mới gọi là cái cành vị thành niên thôi, chưa đến cái tuổi thanh niên luôn, vẫn đang thiếu niên các bạn này. Cành còn xanh nguyên, cành bé tí nhưng nó đã ra hoa hay. Đây, cành này tí tí luôn. Đây, bằng đúng cái que xỉa tăm này mà nó cũng ra hoa hết rồi. Nó hơi nhỏ nên nó khó nên nét, các bác thông cảm nhé. Thì các bác thông cảm, các bác nha. Xem đây, đúng ra là cái cây dâu đài loan này chúng ta phải cắt cành từ trong Tết cơ, bởi vì cái giống này là nó rất dễ là cho ra hoa và chúng ta không cần phải quá cầu kỳ trong cái quá trình chăm sóc. Tuy nhiên là để đảm bảo là cái sự phát triển lâu dài của cây dâu hoặc là bất kỳ cái cây trồng nào thì chúng ta sẽ đều phải cắt cành và chúng ta định hướng cho nó cái vị trí nó sẽ ra hoa ra quả ở chỗ nào. Đây ví dụ như cái em vừa cắt một phần cái khế này và em cắt để cho nó thoáng, các bác nhìn rõ ở bên này thì em sẽ nói đến cái triết lý trồng cây ở bên này. Thì đây em quay lại với cái dâu đài loan thì hướng dẫn một nẻo cho các bác. Bác mà nào mà chúng ta trồng ở nhà hoặc là trồng trên sân thượng, các bác tham khảo nhé. Thì đơn giản thôi, nếu các bác để nguyên ấy, các bác tuốt hết lá thì nó sẽ bật mầm hết ở tất cả các cái vị trí và nó sẽ ra hoa ở tất cả các cành. Các bác thấy này, những cành nhỏ như này, đầu cành tăm như này mà nó cũng đã ra hoa rồi. Zoom lại thì chúng ta sẽ thấy hoa đấy ở đầu ấy. Còn đây những cái cành rất nhỏ như này nó sẽ ra hoa, tức là cái giống này nó cực kỳ dễ ra hoa. Tuy nhiên, đây các bác thấy này, nó cao vút như này. Nó cao vút này, cao. Đây là em đã hạ độ cao nhá. Em trồng là trồng theo dàn chữ Y và em đã hạ độ cao của nó là xuống tầm ngang bụng thôi. Nhưng mà khi mà con trong quá trình sinh trưởng ấy, mình không có thời gian mình ở nhà, mình không kiểm soát nó thì nó sẽ phát triển và nó vượt tán. Nhu cầu ánh sáng thì cây nào nó cũng như thế thôi, nó sẽ có xu hướng là nó sẽ vươn lên. Đặc biệt là ở trong cái vườn này là em trồng rất nhiều loại cây ở cùng một vị trí. Đây cái mít này, cái mít này siêu nhiều quả luôn. Đấy cái khế này cũng quả rũ rĩ gãy hết cành này, có thể cành nó rũ hết xuống này. Đây là thu hết rất 4-5 đợt quả khế này, nó cong hết xuống, tí em sẽ cắt hết. Đấy, tức là bây giờ nếu mà để tự nhiên ấy thì cây nó sẽ phát triển rất là to và nó sẽ phát triển là theo cái
ý muốn sinh học của nó. Tuy nhiên là chúng ta sẽ phải thay đổi, chúng ta phải đưa cái cây nó về cái vị trí mà mình mong muốn, và để cho chúng ta thứ nhất là dễ quản lý chăm sóc, thứ hai đó là chúng ta có thể đa dạng hóa cây trồng, chúng ta tận dụng cho một không gian chúng ta trồng nhiều loại cây và nó gọn hơn, nó không cồng kềnh, tiện thu hái. Đấy là cái ý kiến và cái quan điểm trồng cây của em. Đây, ở đầu cành như này thì các bác sẽ cắt gọn luôn về đây. Những cắt gọn đấy, cắt bớt hết. Đây, em sẽ cắt mẫu cho các bác xem. Những cành nhỏ như này, nếu để thì nó sẽ vẫn ra hoa, nhưng mà nó là cành tăm thì chất lượng hoa nó không tốt là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nó ở bên sâu bên trong ấy, nó sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển cành lá bên ngoài, không tốt, bỏ. Đây, cắt ở đây thôi. Cành này vẫn có thể ra hoa này. Càng ngày nó sẽ càng kéo dài ra một chút. Đấy. Cành này thì có thể cắt gọn hơn, quá là nhiều. Các bác phải cắt là cắt thật là ngọt, cắt phát là phải đứt hết, ngọt tay, chứ không để cho nó dập cái cành của chúng ta thì nó sẽ không tốt. Đấy, sơ bộ là các bác sẽ cắt như này, các bác sẽ để lại những trên đây là chúng ta gọi là, nếu mà trong trồng nho ấy, chúng ta sẽ gọi đây là những cành gấp 2. Chúng ta sẽ để những cái mắt ngủ những cành gấp 2 để cho nó ra ở đây. Đấy, chúng ta giữ lại những cái cành cấp 2 và những cái vị trí cành cấp 2 mà nó đẹp, nó có nhiều mắt ngủ to. Đây, nho thì mắt ngủ nó sẽ rõ hơn, nhưng mà dâu đài loan thì mắt ngủ bé hơn, nhưng các bác vẫn có thể nhận ra này, nó sẽ nồi lên những cái cục này, và những cái cục này là chính là những cái mắt ngủ và nó ra hoa và ra mầm ở đấy, các bác thấy nhé. Đây, dâu đài loan thì nó rất dễ thôi. Đây, chúng ta cắt đây, cành này nó rất là cao này, chúng ta phải hạ độ cao nó xuống, hạ xuống nó để như vậy thôi, để sau này nó ra hoa, nó hoa ra hoa hoa ở vị trí này. Nó như này là nó bằng ngang tầm mặt em này, tức là khoảng tầm mét gần mét 7 là chúng ta có thể hái được bằng tay, chứ nếu mà nó cao quá thì nó rất khó chăm sóc. Đấy, về sơ bộ thì là như thế, các bác có thể nắm được cái kỹ thuật cắt cành. Tức là nếu các bác để tự nhiên thì nó sẽ vẫn ra hoa, nhưng mà nó ra hoa không đồng đều. Và ví dụ như cây này chẳng hạn, cái lá của nó này, nó từ năm ngoái bây giờ nó vẫn xanh nguyên, thì những cái vị trí mà lá còn xanh kìa thì nó sẽ không ra hoa, mà sẽ ra ở những cái vị trí mà lá nó rụng. Đó là cái phương pháp cắt cành của đối với cây dâu đài loan. Còn bây giờ em sẽ chia sẻ các bác một số cái thông tin về cái cách phương pháp mà trồng cây và kỹ thuật cắt cành của em đối với các giống cây trồng khác. Các bác thấy là trong hình là một cây khế nhá. Thì cái việc mà sau khi cây khế ăn quả ấy, thì thông thường mọi người sẽ để cho cây khế nó tự phát triển và nó rụng lá hoặc là nó rụng hết quả, chúng ta sẽ thu hoạch và nó sẽ tự tái sinh lại, nó tự phát triển và cành lá lại bắt đầu là nó phát triển rất là lớn, rất là to nếu chúng ta để tự nhiên. Còn đối với cái việc cái phương pháp cắt cành của em ấy, thì sau khi thu hoạch ấy là chúng ta sẽ không nhất thiết là phải thu hoạch xong, mà ví dụ trong trường hợp này là một là khế chúng ta ăn nhiều quá thì chúng ta không muốn ăn nữa, thứ hai là nó chỉ còn lại một cái số lượng quả ít như này, chúng ta sẽ cắt bỏ hết. Đây, em vừa cắt này, các bác thấy này. Đấy. Còn tại sao lại phải cắt như này thì ở Việt Nam chúng ta ấy, chúng ta ít có cái thói quen, đặc biệt ở miền Bắc, là chúng ta trồng cây thì chúng ta ít có cái thói quen cắt tỉa, mà hầu hết chúng ta sẽ để tự nhiên.
Ví dụ như là cây nhãn, cây bòng, cây cam, cây bưởi là hầu hết chúng ta sẽ để cho tự nhiên cho nó ra hoa kết quả. Nhưng nếu mà xét về cái khả năng cho ra hoa ra quả của những cái cây để tự nhiên ấy thì không bao giờ nó tốt bằng những cái cây mà chúng ta sẽ tác động bằng các phương pháp, trong đó có phương pháp cắt cành và tác động vật lý là cắt cành đấy. Ví dụ như ở trên bên Israel chẳng hạn, thì sau khi chúng ta sẽ thu hoạch những cái này, sau khi chúng ta thu hoạch hết trái cây thì chúng ta sẽ cắt gọn cây như thế này. Mục đích là gì? Mục đích thứ nhất là chúng ta sẽ loại bỏ những cái cành, cái tán mà trong quá trình phát triển của cây ấy, nó vươn quá xa, quá dài. Ví dụ như cành này, đây, đấy, bác xem này, nó vươn tán, nó vượt tán những cái cành này, đấy. Cành này gọi là cành vượt tán và là cái cành sinh dưỡng sinh trưởng của cây. Cành này không có khả năng cho nó hoa ra quả nhiều, mà nó mục đích chủ yếu của nó là gì? Mục đích chủ yếu của nó được tạo ra là mục đích là nó tạo ra nhiều lá càng tốt, nó đưa cái cây nó vươn theo chiều dọc để nó thu được nhiều ánh sáng nhất. Cái mục đích là để thu ánh sáng, từ đó tạo ra các sản phẩm chuyển hóa là carbohydrate, từ carbohydrate chuyển thành các cái dưỡng chất trong cây. Đó. Thì mục đích của nó không phải là để sinh sản mà là sinh dưỡng. Thì những cành như này thì chúng ta phải cắt bỏ này. Đấy. Đó là mục đích đầu tiên của cái việc cắt cành. Cái mục đích thứ hai là khi chúng ta cắt cành ấy thì chúng ta sẽ loại bỏ hết những cái cành nhỏ, cành tăm, cành yếu đi để giữ lại những cái cành mà thật sự là chất lượng, thật sự tốt để cho có thể mang hoa mang quả của sau. Đấy là mục đích thứ hai. Mục đích thứ ba là chúng ta sẽ loại bỏ hết những cái tàn dư. Tàn dư là những cái gì? Tàn dư là những cái cành này này, những cái lá này nó xấu này. Nó sau một năm phát triển rồi thì nó cái lá của này của cái loại của cái cây này thì nó sẽ mang bầm bệnh, nó sẽ già, nó yếu và nó sẽ rụng đi, và từ những cái tàn dư đó thì nó sẽ phát sinh ra cái mầm bệnh cho vụ sau. Thì cái việc chúng ta loại bỏ những cái cành già yếu, cành lá già yếu đi, sau đó chúng ta thu dọn những cái tàn dư của nó ở dưới này thì nó giúp cái cây nó tránh được các mầm bệnh trong tương lai. Cái thứ tư đó là khi các bác cắt tỉa ấy, thì cái hoa quả ấy, trong vụ tới nó sẽ ra ở những cái vị trí chúng ta mong muốn. Ví dụ chúng ta cắt ở đây thì nó sẽ ra ở bên dưới này. Cái cây thứ nhất là rất là gọn, thứ hai là nó ra hoa ở những cái vị trí chúng ta mong muốn, nó rất là dễ. Như cái cách mà em vừa phân tích với các bác đối với cây dâu này nó ăn thì nó cũng như thế. Và nó cái phương pháp này nó áp dụng trên rất nhiều cây trồng ở bên nước ngoài. Ở Việt Nam chúng ta thường nghĩ là ví dụ là cây vải, cây nhãn thì chúng ta không áp dụng như thế, cây xoài không áp dụng như thế. Nhưng không, ở bên Israel ấy, người ta trồng xoài là người ta trồng xoài theo từng luống dài. Mỗi cái luống của người ta ấy nó dài, và khi mà cây xoài nó ở cái độ tuổi nó lớn đến cái chiều cao khoảng 1,5 m là người ta sẽ bấm ngọn nó và người ta sẽ tạo tán cho nó là ở cái mức độ là khoảng từ 2,5 m đổ xuống. Lý do tại sao? Lý do tại vì bởi vì là người ta khi hạ độ cao của cây xoài ấy, thì thứ nhất là chúng ta chăm sóc một cách dễ dàng hơn, thứ hai là chúng ta thu hoạch quả nó một cách dễ hơn. Đấy thì nó đỡ cái chi phí nhân công đi. Nước ngoài, ở bên nước ngoài ấy, chi phí nhân công là cái chi phí đắt nhất trong các loại chi phí. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi chúng ta hạ độ cao của cây ấy, và kết hợp với phương pháp cắt tỉa ấy, thì quả của nó, cái năng suất quả nó sẽ rất là cao. Bởi vì là mỗi năm ấy cái cành này nó đều là cái cành ra quả, nó đều là những cái cành mới, đều là những cái mắt ngủ mới nên nó rất là non, rất là đẹp. Còn khi chúng ta mà để tự nhiên này này thì nó có cái xu hướng ấy là nó sẽ ra quả ở những cái đầu cành nó phát triển này, ở những cái đầu cành như này, thì những cái cành này là những cái cành rất là nhỏ, nó quá yếu, nó không thể, nó chỉ đạt cái khoảng cứ 2-3 tháng tuổi thôi thì nó rất là yếu, nó rất là nhỏ, như thế thì cái năng suất nó không đạt. Đó là cái ảnh hưởng thứ năm mà khi nếu chúng ta cắt cành như này thì nó sẽ mang lại những cái lợi ích như thế. Đó. Đấy là em chia sẻ cho các bác, thì cái việc cắt tỉa này nó có thể ứng dụng trên rất nhiều loại cây. Ví dụ là thứ nhất là khế này, mồi này, dâu này, loan này, thứ ba là nho này, thứ bốn là táo này,
táo này. Đấy. Thứ năm là các bạn có thể áp dụng trên cây bưởi này. Đây là một cây bưởi da xanh này. Thứ bảy là các bạn có thể áp dụng trên xoài, nhãn, vải. Rất nhiều loại cây, hầu hết tất cả loại cây đều có thể áp dụng được, trừ những cây lấy gỗ. Còn nếu là cây ăn quả, chúng ta đều có thể áp dụng được phương pháp này. Phương pháp này nó giúp cho cái cây nó được trẻ hóa. Trẻ hóa là lúc nào cái cây nó, thứ nhất là nó được trẻ hóa, thứ hai là lúc nào nó cũng ở trong cái trạng thái mà nó nhỏ nhỏ xinh xinh này thôi, chứ nó không, nó to đùng đoàng, nó nuôi nhiều cơ quan, nhiều bộ phận, nhiều cành, nhiều lá quá, nó ảnh hưởng đến cái khả năng phân hóa mầm hoa của cây và cái năng suất lâu dài của cây. Đó, đó là một cái phương pháp khá là hay mà hôm nay trong tiện cái video em quay về cây dâu Đài Loan thì em sẽ nói cho mọi người biết để mọi người chúng ta tham khảo được những cái phương pháp và cách làm của thế giới. Và cái phương pháp này đang được áp dụng ở một số nhà vườn ở Việt Nam, nhưng mà ở trong khu vực miền Nam và khu vực Tây Nguyên. Bởi vì là trong khu vực, những khu vực đấy thì người ta sản xuất ấy, nông sản ấy, là sản xuất nông sản hàng hóa. Còn ở khu vực miền Bắc ấy, là chúng ta là sản xuất hầu hết là nông sản là để ăn tại nhà. Chúng ta thường ít để ý đến các cái phương pháp trồng, phương pháp canh tác mới. Ví dụ như những cành này thì em sẽ cắt hết ở đây. Đấy, cắt hết chỗ này, cắt hết chỗ này để cho nó ra hoa ra quả ngay chỗ này thôi. Đấy. Còn các bác ở nhà thì hầu hết mọi người sẽ để tự nhiên. Ở Tây Nguyên ấy thì người ta có áp dụng, đã áp dụng trên nhãn. Đó là những cái cây nhãn nó bé như này, nó chỉ ở tầm như này đấy, nó không cao to như đâu. Bởi vì lúc nào khi nó lớn lên thì người ta sẽ ăn quả xong người ta sẽ cắt hết ở chỗ này, thì nó làm cho cái cây nó trẻ. Lúc nào nó ở trong trạng thái nó gọn cây và nó dễ chăm sóc. Đó, đó là một cái thông tin mà rất là hay mà em muốn chia sẻ cho mọi người. Thì mong mọi người có thể ứng dụng vào được cái vườn cây nhà mình, để cho thứ nhất là nó tăng năng suất, thứ hai là nó giảm chi phí lao động, thứ ba là chúng ta có thể tăng mật độ cây trên cùng một diện tích. Ngày xưa nếu các bác để ý, ở trong Ninh Thuận chẳng hạn, người ta trồng nho chẳng hạn, một cái cây nho có khi nó đến vài ba chục mét vuông. Nhưng bây giờ trồng nho ở ngoài miền Bắc ấy, chúng ta trồng cái dàn chữ Y thì nó chỉ rơi vào tầm khoảng 2 mét vuông rưỡi một cây, đến 2 mét một cây. Còn ví dụ như trồng cây khế này chẳng hạn, là nó chỉ tầm khoảng 4 mét vuông. À đúng rồi, nó chỉ tầm khoảng 4 mét vuông thôi. Nhưng nếu mà chúng ta trồng theo phương pháp cũ ấy, thì một cái cây khế này khi nó đến lớn lên cái tuổi 3, 4, 5 tuổi như này thì nó phải đến chục mét vuông là cái ít. Như thế thì nó rất tốn diện tích và nó không đảm bảo cái hiệu quả kinh tế của chúng ta. Đấy, thì mong mọi người có thể là chúng ta đúc rút được điều gì đó qua video này của em. Rồi xin cảm ơn các bác nhá. Thì mong các bác có một mùa xuân phơi phới, có nhiều tài lộc và niềm vui cũng như sức khỏe đến với gia đình nhá.